Dạ vâng, kênh audio Nhất Long Cơ sở 2 xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long Audio Cơ sở 2 có địa chỉ tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là một trong những kênh chuyên tiếp và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và để tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em tiếp tục có lên sóng cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Lachman có model là L505S 2 la mã. Và chiếc âm ly về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Hoạt động đầy đủ tất cả các chức năng. Vẫn còn dây nguồn và khiển zin theo máy các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc led của chiếc âm ly để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ vâng, cũng là chiếc như chiếc màn hình nhỏ quý vị các bạn. Đây là một chiếc âm ly của hãng Lachman có model là L505S 25 mã. Và chiếc âm ly lại về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn ạ. Sử dụng với là hai cái đèn vu chính giữa vẩy theo điệu nhạc rất là đẹp các bác nhé. Và bên cạnh cũng như là hai cái lún nút volume và nút lún cổng vào của tín hiệu rất là to, rất là đẹp các bác nhé. Sử dụng với là mặt phay nhôm nguyên khối vàng gold các bác nhé. Âm ly cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cũng như là có đầy đủ tất cả các chức năng như chỉnh bát, chỉnh chép, ba lăng và lau lớt các bác nhé. Âm ly có thể đánh được hai cầu loa cùng một lúc AB và A cộng B ạ. Cũng như là có rất nhiều đường vào cổng của tín hiệu vào các bác nhé. Có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tức là có 8 đường vào của tín hiệu các bác nhé. Âm ly là hoạt động đầy đủ tất cả các chức năng ạ. Và bên này cũng như là volume tổng của chiếc âm ly các bác nhé. Mặt mũi là không một vết xước, lông mèo, lông chuột gì ạ. Cực kỳ là đẹp các bác nhé. Âm ly là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và đến phần vỏ là vỏ cũng vuông thành sát cạnh các bác nhé. Vỏ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Âm ly là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và đây cũng như là phần sau, phần thông số của chiếc âm ly các bác nhé. Âm ly Lachman có model là L55S 25 mã. Hàng là Made in Japan các bác nhé. Hàng Made in Japan. Sử dụng với là nguồn điện là 100V là AC là nguồn điện các bác nhé. 50/60Hz ạ. Công suất là cực kỳ là lớn các bác nhé. 188W ạ. Và đây cũng như là cổng vào của tín hiệu các bác nhé. Có CD, Tuner, có Line 1, Line 2 và có Polo các bác nhé. Và đây cũng như là đường cắm dây cổng ba lăng đây ạ. Đây là speaker các bác nhé. Có speaker A, B, A cộng B. A cộng B thì là có trở kháng từ 8 đến 16 ohm các bác nhé. Còn AB riêng là có từ trở kháng là từ 4 đến 16 ohm ạ. Đây là cũng như chỗ cắm nguồn điện vào đây ạ. Hàng Made in Japan các bác nhé. Và với chiếc âm ly của hãng Lachman của model là L505S 2 la mã, cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 37 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Và trong 37 triệu 500 nghìn đồng này là cửa hàng bên em đã bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác rồi đấy ạ. Và cũng như là các bác cũng đừng quên ấn cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và clip ngày hôm nay em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.